Wow, các bạn ơi, hai chị em đang chơi bắn bong bóng đấy. Của chị Linh là một chú cá mập, của Minh Khoa là một chú cá ngựa. Các bạn ơi, hôm nay hai chị em, chị Linh và em Minh Khoa có món đồ chơi mới nha. Wow, đây là cái gì đây hả Minh Khoa với cả Linh? Bong bóng. Đây là cái thổi bong bóng đúng không? Bây giờ mẹ sẽ lắp đồ chơi để cho hai chị em chúng mình cùng chơi nhá. Rồi, để đấy mẹ lắp cho. Đây, trước tiên mẹ sẽ lắp. Đây là súng bắn. Đây là hình chú cá ngựa đúng không? Để mẹ sẽ lắp nha. Cá ngựa trước này. Còn đây là chú cá mập đúng không? Cá mập màu xanh này sẽ là của Minh Khoa này. Mẹ sẽ đổ vào đây nha. Rồi Minh Khoa giữ cho mẹ. Rồi từ từ đã nha, để chúng mình cùng chơi nào. Ôi các bạn ơi, cá ngựa của chị Linh cũng đang phun bong bóng, còn của Minh Khoa. Wow, chú cá mập cũng đang phun đây. Wow, các bạn ơi, hai chị em đang chơi bắn bong bóng đấy. Của chị Linh là một chú cá mập, của Minh Khoa là một chú cá ngựa. Rồi bây giờ Minh Khoa sẽ đi láo và chị Linh đi tìm nhá. Rồi chị Linh thì đang lấy đạn. Sẽ ở ngã nha. Rồi đấy, bong bóng của chị Linh to chưa? Chị Linh bắn đi. Wow. Rất nhiều bong bóng này, có cả bong bóng to, bong bóng nhỏ nhá. Ôi, Minh Khoa đang bắn vòng tròn luôn. Linh bơm đi con, hay của con hết nước rồi. Ấy, đúng rồi. Wow, chú cá ngựa của Minh Khoa mạnh chưa? Wow. Đúng rồi. Bong bóng rất nhiều màu đúng không hả Minh Khoa và Linh ơi? Ờ, Minh Khoa bắn ra mẹ này. Bắn ra đường mẹ này. Đúng rồi. Còn Linh hết nước à? Ngày mai chúng mình lại đi bắn tiếp nhá. Để về mình sẽ mua thêm nước, rồi ngày mai mình lại đi bắn tiếp. Các bạn ơi, video chơi bong bóng của Minh Khoa và chị Khánh Ninh đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho Minh Khoa để theo dõi nhiều video hấp dẫn hơn nhá.